kỳ trung thu của cái năm 2018 thì cơ sở sản xuất của chúng tôi là cho ra khoảng 130 đầu lân. Thu nhập tổng thể thì nó lên đến khoảng 4 đến 500 triệu, trừ chi phí cái số dư còn khoảng hơn 100 triệu. Cái mức thu nhập thì nó cũng tương đối ổn định cho cuộc sống. Thời gian mà chúng tôi tập trung cao độ nhất là từ bắt đầu vào tháng 5 âm, triển khai cái số lượng lớn, có khách gọi cái là chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu cho người tiêu dùng. Đến khi người múa người ta cầm cái khung cảm thấy nó rất là chắc chắn. Công đoạn mất nhiều thời gian để mà khi thổi hồn thì mình ngắm làm sao để về mọi mặt từ mồm cho đến mũi hay là về hai mắt phải cân nhau và nó phải mịn, nó đẹp. Mẫu mới năm nay thì hầu hết là chúng tôi in 3D để giảm tiết về cái nhân công, cái độ bền của con đân nó sẽ có là cao hơn, sắc nét cái độ đẹp của nó. Mình chơi lân rồi thì mình có những tư duy ra những cái mẫu mã mới đưa ra thị trường. Giao dịch của tôi với khách hàng trên toàn quốc ấy, tôi sẽ có là chụp ảnh, quay video trực tiếp để cho tất cả các anh em nhìn thấy được sản phẩm của mình. Cắt cả cái cây ra thì phải giải ra hết.